Mày nghĩ đã hết à? Chạy đâu ta vẫn còn thêm à? Ở lại mà nghe từng câu của mày bị du bẻ cho bằng hết bar. Dù cả lý lẫn trong tâm mày đã bị dập trong 575. Phực lại của track này để chứng minh sẽ đéo có chuyện khả năng mày căng. Ramastic đã nói nhiều rồi mày vẫn cố động là dại ngay. Chứng tỏ đúng cái tôi mày trôi dậy và rồi miệng lưỡi lại cay. Thiện đéo thèm nhắc tên mày cố gây hấn thì đúng là thất bại. Người ta đã tắt màn hình đéo chơi sao mày cứ cố mà bật lại. Mày định ăn sao khi bọn tao căng kỹ năng căng thẳng ngày một tăng cao. Âm luật mày vang tận cấp trăng sao do được đào tạo bởi một cao tăng. Bao nhiêu đạn tao bắn luôn cả băng để cho cả mấy thằng ái lạnh. Trường phái bọn tao như nội chú nam đấy là trường phái mạnh. Không như ai đang bại trình, thở ra mấy câu tự hại mình. Mày nói mày dập porn star, ý mày là mày đang ngoại tình. Còn nếu mày đéo ngoại tình thì chỉ có một khả năng, còn vợ mày đang phang chính là porn star đấy, cái thằng thiểu năng. Nếu nó làm porn star thì chắc đủ đéo phải biết đủ trò. Và lồn nó nóng đến mức người ta tưởng Úc cũng có cửa lò. Lyrics mày toàn sơ hở, đừng trách tao bẻ đến hết vơ. Chắc mày vừa vạch lồn ghệ mày ra nên biết bọn tao để lại vết nhơ. Trích điển tích điển cố tưởng mình thông thái như Khổng Tử, vậy mà nói tao đọc phim cấp ba cút về học lại ngay động từ. Ngữ pháp chính tạc chưa xoáy mà cứ thích khoe đỉnh miền Nam. Đỉnh phan xịt bằng tao còn chưa khoe đấy chính là đỉnh Việt Nam. Như thằng nhóc đòi tập làm cha, thằng gà game thật là xa. Hòa hợp với chả hòa tan, mày vẫn bị đập tàn hoa. Đừng lái nhau suy nghĩ khác, lan man bởi vì bi phát có khó gì để gì nét ác ý. Cả đời không viết được một ý ác. Như thằng nhóc đòi tập làm cha, thằng gà game thật là xa. Hòa hợp với chả hòa tan, mày vẫn bị đập tàn hoa. Đừng lái nhau suy nghĩ khác, lan man bởi vì bi phát có khó gì để gì nét ác ý. Cả đời không viết được một ý ác. Đáng ra trước trận này ta phải đi thăm bộ VD, vì đánh chó phải ngó mặt chủ, con chó ở đây là AC. Buôn lực héo mòn chút lực đeo coi mà mày định dọa nạt ai cơ. Tao cho xác mày chia thành từng cúc giống hết như nhà của Skyler. Thuốc bắc được sắc từ cây nào, đúng chứng tỏ não mày ung nước. Từ bao giờ cây của Việt Nam dùng để sắc thuốc của Trung Quốc? Kiến thức phổ thông dùng bệnh dùng bạ mà cứ tưởng mình cỡ thần. Xã hội này khổ khi có thằng ngu nhưng mày đéo thể đỡ đần. Hổ ra giờ lộ mặt hổ danh, hổ thẹn vì cái tôi nổi nhanh. Cố gắng nhưng khó lòng chấm hổ này sẽ là con hổ bị nhổ nanh. Hổ này bị tao lật tẩy ném trong sông sắt qua ngày mà gặm cùi. Khi từng punchline như tạt acid chúng mày sẽ đéo con mặt mũi. Giờ sao khi người chúng cầu thỉnh đang bị tao đi cầu vào? Chính AC muốn học Skyler thì còn phải thi đầu vào. Ngay cả so với độ đàn ông tâm vẫn phải cút ra đi. Tâm khắc tân ở chỗ nhìn tân họ bảo là đấng nam nhi. Mày chửi bắc mà đều dám nhận cái loại dấu đầu hở đuôi. Chắc ghê vạch quần mày ra sẽ đéo biết mày giấu bùi ở đâu. AC tự nhổ rồi tự liếm, sống chó và chơi đéo đẹp. Trình độ thì như vòng hai Ngọc Trinh, nổi tiếng vì eo hẹp. Đáng ra nếu mày ngậm họng thì có thể tao sẽ lại tha. Nhưng xem ra lần này khó nhắc trường ca bị dập bởi đại ca. Và địt mẹ bất kỳ thằng nào lại nghĩ là thằng này căn quá. Thua thiện giờ thua cả tao, mày bốc xôn bát mà ăn vã. Như thằng nhóc đòi tập làm cha, thằng gà em thật là xa. Hòa hợp với chả hòa tan, mày vẫn bị đập tàn hoa. Đừng lái nhau suy nghĩ khác, lan man bởi vì bi phát có khó gì để gì nét ác ý. Cả đời không viết được một ý ác. Như thằng nhóc đòi tập làm cha, thằng gà em thật là xa. Hòa hợp với chả hòa tan, mày vẫn bị đập tàn hoa. Đừng lái nhau suy nghĩ khác, lan man bởi vì bi phát có khó gì để gì nét ác ý. Cả đời không viết được một ý ác. Mày tưởng mình đặc như xi măng, nhưng hóa ra loãng như nước vữa. Sự nghiệp mày như đàn bà thủ tiết, đéo thể đi thêm được bước nữa. Vì ra đầu mà vẫn còn dơ để thắng dù bất kỳ giá nào. Mồm mày giống như cái cầu môn, họ vui khi thấy tao đá vào. Ấy gì sống đi tuổi gì mà đòi chia underground hả mày? Mày là lý do của underground sống tốt và underground phản thầy. Ừ đấy tao đã khai sáng, underground chia làm hai đảng. Phan hùa cứ thử nghiệm xem, phe phản thầy do ai cai quản? Nên đừng dạy đời thật ác liệt, bọn tao sẽ cho mày nát miệng. Vì na gang hoàng thiện công tâm đây chính là phúc đức của rap Việt. Hai lần ghen tức động và nó sai giờ vẫn giải thảm như Tomahawk. Ức không kinh nhạc mày như cất khô nên lần này nó sẽ khó mà hot. Không Facebook comment ok mày lại còn đòi không chỉ trích. Khác gì nói tao đéo được chỉ mày dù mày sủa ngu thành kỳ tích. Mày nhận mình làm ca thút là đúng chết rồi mà vẫn cố tung chiêu. Muốn dùng ba về liên minh thì mở tay lên mà nghe Phúc du phiêu. Nghe cho kỹ về ghi chép lại trước khi mặt mày tím ngắt. Cái loại nhạc mày như liên minh bật lên chơi họ tìm phím tắt. Nếu đôi so về viết đẹp thuộc chúng mày nhanh tới số ngay. Khán giả nghe tao như Malphite mỗi khi vào hook là vỗ tay. Viết nhạc quẩy hay nhạc kỹ thuật bố mày đây đều có thể gắt. Vì tao chơi rap như support mọi góc đều được tao để mắt. Từ punchline flow câu cho đến ngay cả cách đi vần như Yeah Swarm tất cả đi lên sau khi đưa ra quy chuẩn. Đéo như mấy con chó đần vần tù mà dám xưng bá chủ. Vàng tâm hiện hình thành cậu vàng, anh đây đành phải cho chú bà. Các chú bay dưới cái cú hả, hãy nhớ mặt trời đúng luật. Đừng giống như là cái cần cầu chúng mày chuyên về súc vật. Biết chuyện PR công ty chúng mày cứ sằng lâu. Chắc muốn bị doggy bởi yêu nên cứ muốn hưng đứng đằng sau. Cố dập tên tuổi hưng cao đéo được dù cố đánh siêu. Vì khi con ghệ mày đang bị phang nào vẫn phải thốt lên anh yêu. Như thằng nhóc đòi tập làm cha, thằng gà em thật là xa. Hòa hợp với chả hòa tan, mày vẫn bị đập tàn hoa. Đừng lái nhau suy nghĩ khác, lan man bởi vì bi phát có khó gì để gì nét ác ý. Cả đời không viết được một ý ác. Như thằng nhóc đòi tập làm cha, thằng gà em thật là xa. Hòa hợp với chả hòa tan, mày vẫn bị đập tàn hoa. Đừng lái nhau suy nghĩ khác, lan man bởi vì bi phát có khó gì để gì nét ác ý. Cả đời không viết được một ý ác. Thank you.
Thank you.